Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ đánh hạng cho cái nick chính của mình nhá. Đây thì mình sẽ vào đánh hạng luôn, tại vì hồi nãy đánh làm clip Nakaroth mà không được, không ai cho picker, ai cũng giành Nakaroth hết. Hy vọng thì trận này thì mình sẽ giành giật và đấu tranh để lấy được vị tướng Nakaroth để làm cái gọi là một cái clip về Nakaroth cho mọi người cùng xem. Thì đây, đây, trời, không ai lấy kìa, ngon, khóa luôn, không cần phải nói nhiều. Vâng, đừng có để tôi nói gì nữa ba. Ủa ôi, không hiểu bạn ấy, kêu bạn sẽ lại dừng để mình lo, bạn ấy lo nhỉ. Rồi xong, mình đã bị ăn trở ấy. Mình đoán là Super Dream, cái tên này nghe quen quen nhỉ. Ủa đấy, thấy chưa, chửi mình luôn kìa. Vai, chưa vào đã chửi rồi á, sao kỳ vậy. Chứ chơi mà bất tướng cái chửi thì sao đây. Trời ơi khổ mình ghê nè, tỷ lệ thắng 57% ấy nha, hơi bị ghê á. Thì hôm nay thì mình sẽ làm clip cho cái nick của mình nhá, tại vì hiện tại thì hôm nay chưa có, để ngày mai thì mình sẽ chơi cho mọi người sau. Hôm nay thì mình chơi cho nick của mình đi. Hy vọng thì mình sẽ lên cái nick này sớm được cấp 30, cho để qua cái mùa 3 thì mình sẽ cày leo rank. Không biết sẽ được không biết nữa. Nhưng mà leo thì chắc chắn là được thôi, nhưng mà không leo lên vàng hay là lên bạch kim thì mình không biết. Thì leo thì chắc chắn là phải lên thôi. Lên rank nào đó mà điều quan trọng đúng không ạ? Để xem hôm nay mình gặp ai nào. Á chà, bên kia lại tranh nhau mid á. Ghê vậy. Dừng tem bạn Nakaroth thông thạo S luôn kìa. Ở trên rank cao thủ này nhiều người chơi Nakaroth hay lắm. Sợ mình đánh không lại ấy. Nhưng mà chưa biết được, nói chung là vào trận mới biết được. Tùy tem nữa, tem mà hay thì mình gánh tem xong rồi, có nghĩa là đi ganh á, đi ganh có thể ăn mạng hơn đồ thì khi solo á thì ai hơn đồ thì người đấy ăn thôi. Nakaroth thông thạo S hết rồi. Nói chung là cũng không bao giờ kêu mà người ta đánh rõ được. Cái đấy thì mình không dám nói, nhưng mà kệ đi, để vào trận xem là sau rồi sẽ biết. Đây thì bạn mô tốt, bạn chưa gì bạn đã chửi mình. Chửi ngay từ lúc chọn tướng rồi mới chịu cơ. Hôm nay ghi đu nó tay dài thì đúng rồi. Team mình hôm nay thì team mình chơi 3 tanh nhá. 3 tanh và một sát thủ và một mid. Nói chung là chơi theo kiểu những người cao thủ họ hay chơi á. Nhưng mà bên kia thì họ chơi là 2 mid luôn, một AD và chỉ có một vị tướng gọi là skull thôi. Hỗ trợ hay là gì đấy thì mình không biết, chắc là hỗ trợ thôi. Nhưng mà nếu đánh về sau á, về lâu về dài thì team mình có lợi thế hơn. Nhưng mà đầu trận thì có thể là hơi bị, nói chung là bị hành một chút. Nói chung là tùy team thôi. Nếu mà đầu trận mà fit mạng thì chịu, không ai mà gánh nổi hết. Thì hôm nay hồi nãy thì mình có làm hai gọi là một cái clip mà hai trận luôn. Mình giành giật Nakaroth mà khó khăn quá nên thôi. Clip này mình làm luôn. Hai trận nó đánh thì toàn thắng cả. Trận này không biết có thắng hay không nữa. Hình như cũng chuỗi mấy trận rồi á, mình cũng không biết nữa. Đấy, ngon. Cái nick của mình đánh tự tin hơn là như đánh cái nick của mọi người nhá. Nick của mọi người mình đánh thấy nó sao sao á. Kiểu như là tâm lý nó không có được vững. Kiểu như là mình cứ phải sợ thua. Kiểu như vậy á, nó kiểu như vậy chứ không có phải là mình sợ thua hay gì, nhưng mà kiểu nó vậy á. Đấy, mình lên cấp 4 rồi. Nhưng mà hiện tại thì AD tem bạn xuống khá là thấp. Mình không dám ganh. 1, 2... Đúng rồi, hay quá, lên nào. Lên. Đánh luôn. Đánh AD luôn hả? Ai chà chà. Ui dồi ôi, tem bạn hay quá. Tem bạn xuống, chờ tem bạn xuống thấp một chút nữa thì mình làm một phát để bạn khỏi đường về luôn. Giờ thì mình sẽ cùng với cả những anh chàng đẹp trai này, Oma rồi và bộ xương Motot đi ăn cái con rồng. À đây, có ai dám phá gì không? Dừng tam bạn thì hiện tại bạn ấy đang ăn cái con bùi xanh của mình rồi. Thật là đẻo quá đi mất thôi. Chơi gì mà chơi qua rừng người ta ăn thế thì chết rồi. À, dừng tam bạn có vẻ biết chơi đây. Hơi bị ghê đấy ạ. Hay quá, cái đuôi tam mình hay quá, ăn được bùi xanh luôn. Trời ơi, tuyệt vời.
đâu rồi, đừng cho bạn chạy nhanh thế nhỉ. Rồi, đừng cho bạn chạy nhanh thì school tem bạn làm sao mà chạy được đây. Trời ơi, tính tê tái một phát gọi là KS đấy, mà chả KS được, buồn ghê luôn. Hôm nay thì mình chơi nick mình khá là nhiều đây. Trận này là trận thứ 3 luôn rồi. Chủ yếu chơi để lấy vàng thôi, nhưng mà sẵn thì mình làm clip luôn. Hết mana thì mình phải biến về thôi, chứ giờ mana đâu còn đâu, ở lại thì cũng đâu có giúp được cái gì. Anh về lấy mana rồi mình sẽ đi xuống đường dưới, mình đi hỗ trợ đồng đội mình đi. Vị tướng Beta này nếu mà biết chơi thì rất là hay luôn. Bật ulti một cái bắn thì thôi xuống lắm. Hôm trước mình chơi được hình như được 2 trận hay sao ạ. Có một cái con này đâu mất tiêu rồi, ai ăn rồi? Từ từ, con nào mình ganh con nào, nấp về con nào. Xong rồi bản đồ. Đấy, giờ nấp phải thò đầu ra, nấp vào đây đi. Đây. 1 2 vô, thất tung. Lộn về thì làm sao nữa mà về nữa hả cậu ơi? Em ơi, sao mà em về được nữa, khi mà ba người lao vào như thế thì làm sao mà còn đường về nữa. Mình xóa cái này đi, bớt cho nó lỡ lag cái coi, lag quá. Úi dồi ôi. Đúng rồi, hay quá. Úi dồi ôi, mình không được ăn, tiếc ghê luôn. Đây, mình sẽ lấp đây. Chờ mít bạn xuống coi nào. Sao mà tỉnh thế nhỉ, mít mình đâu rồi? Mít ơi, mít mình đâu rồi? À đây. Úi dồi. Ôi thôi, em xin lỗi. Chả ai có hồi máu hết. Mình tưởng mít mình bay vào chứ ai ngờ hình như không phải. Sao bạn ấy không tốc biến bay vào chơi luôn nhở? Và đó mình tính toán sai lầm rồi. Rồi khi đu tem mình cũng đã bị xử đẹp luôn, hai ăn hiếp một luôn. Rồi mình sẽ xuống ăn con rồng đi ha. Ôi rồng kìa, chuối kìa, hay quá, tem mình ăn luôn. Ý, sướng thế không biết nữa cơ chứ. Tem mình ăn mà tem bạn hạ gục. Này, Nagrod chạy đi đâu? Úi giời ơi, em chạy đi đâu sao? Em chạy đi đâu, em muốn chạy không? Chạy này. Ê, bảy rồi. Trời ơi, cái trụ vẫn còn chứ. Cái đấy mà pha đó mà trụ không còn nó thì sướng. Cái gì vậy? Ứ chịu đâu? Ăn con blue cái khó khăn, một xanh cái khó khăn như vậy. Ôi dồi ôi, nó kéo một bầy đàn xuống kìa. Ôi dồi ôi, thôi. Mình không chơi nữa. Rồi thì mình ra mình bắt này ghi đó, con này gọi là skull đúng không? Thôi gian bù xanh đi. Trận này xui quá, toàn đi hỗ trợ thôi. Chả KS được mạng nào hết. Kệ đi không sao. Hỗ trợ miễn sao mình thắng là được rồi đúng không ạ? Thì ai mà đi rừng cũng vậy nhá, nhớ có buồn nhá. Thì mình không ăn thì tem mình ăn, nhưng mà phải thắng mới chịu nhá. Tem mình ăn mà cuối cùng thua thì buồn lắm. Đấy, mình có bùi xanh trong tay rồi. Nagrod tem bạn có vẻ im hơi lặng tiếng nhở. Những người mà im hơi lặng tiếng vậy nó mới đáng sợ đấy. Tại vì mọi người biết sao không? Nó đây, làm cái gì? Tại vì nó đi farm á, nó đi farm sau này nó hơn đồ mình luôn. Đấy, trời, đều thế nhỉ. Này, ăn luôn, đánh luôn. Đấy, một mạng. Cái gì, bà dí ai đấy? Này, dí ai này? Ui, chết nhảm không trời. Kỳ ta. Mít mà tem mình là 4-0 luôn, kinh quá cơ. Bạn đánh hay đấy. Tuyệt vời bạn ơi. Mình thì hỗ trợ 6 luôn rồi, nhưng mà em bị chết 2 mạng. Phá đấy mình không biết né đường nào được ta. Mít em bạn nó quăng qua đấy đẹp quá, mình không biết né được, không né được chứ không phải không biết né. Chẳng biết né đi đâu đâu, quăng giữa đường luôn. Úi giời, tốc biến luôn kìa. Đây thì mình tới đây. Này, hổ báo này. Đúng rồi. Hay quá, mình ăn được một mạng rồi. Rồng. Úi giời, bắn pha đấy bạn, bắn trúng là hay rồi. Cái trụ còn không? Cái trụ vẫn còn đấy chứ. Đánh luôn. Này, chơi thì chơi, sợ gì mưa rơi. Này thì hổ báo này.
Hồi nãy đánh mình hay lắm. Hồi nãy đứng bắn ulti như thật đấy. Kìa Nakaroth kìa, Nakaroth kìa. Nakaroth kìa ngon, chuối. Chuối, chuối, chuối. Úi giời ơi, chạy mất rồi. Pha đấy mà dính ulti của mình là chết luôn đấy. Nhưng mà bạn ấy vẫn còn một chiêu để mà chạy. Ba chiêu mà, mới lướt được hai lần. Cái đấy là lần thứ ba rồi đấy. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Pha đấy mình cũng hết chiêu rồi, mình không dí được nữa đâm ra. Cái gì đây, hổ báo nhờ. Ăn tao à. Đấy đúng rồi, trời ơi, không ăn thì sao. Chứ bây giờ chơi game mà không ăn thì làm sao mà game nó hấp dẫn được. Mình phải kiếm bạn mà mình giết thôi chứ. Chứ bây giờ bạn ấy kêu là bình tĩnh lắm. Chứ bây giờ bạn muốn làm sao. Một hai vô. Này thì hổ báo này. À, Skull tên bạn đánh khá là hổ báo luôn. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi, tuyệt vời. 4 hạ mà. Ngon. Đây, 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 thôi chết rồi. Đấy, thôi được rồi, mình đi ra mình ăn cái con dơ này coi. Đấy, nào, nào, nào. Ăn dơ nào. À, sao đây? Đánh nhau đúng không? Trời ơi, tớ mà sợ cậu sao? Chấp cậu con rồng luôn đấy. Đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này, 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 này. Ôi giời, hên quá. Vãi lòng heo. Trời ơi, pha đấy mình hên. Trời ơi. Máu ít hơn á, nhưng mà nói chung là pha đấy mình hên hơn một chút. Đâm ra giết được bạn. Mình nói vậy đi ha. Kệ đi. Đấy, nhưng mà mình đã giết được bạn rồi. Hồi nãy bạn kêu là hổ báo đấy. Rồi ăn tao à. Ừ, tớ ăn cậu đấy. Rồi làm sao. Chắc tí là thế nào cũng kiếm mình để mà xử đẹp mình cho mày xem. Thì chơi thì chơi. Sợ gì mới rơi đúng không. Đấy. Pha đấy bạn ấy ăn được rồng ấy chứ. Mình đâu ăn được đâu. Không phải ăn con rồng mà con rơi. Khều kinh công nhẹ coi. Đấy, cho kinh công nổi máu điên. Đánh cho nó sướng. Đây, ăn xong con bồi xanh này. Ái chà chà. Bạn ấy có vẻ muốn căm thù mình đấy. Nhưng mà team mình đang combat kìa. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Mình tới đây. Na có đốt team bạn có vẻ đẩy trụ khá là ghê đấy. Đây này, hất tung, ulti luôn. Rồi vẫn chạy á, mà đợi đường nào mà chạy được bây giờ. Na, ra đây, ra đây, ra đây. Hiện tại thì mình mặc dù không có được xanh nhưng mà mình hỗ trợ khá là nhiều đấy. Khá hỗ trợ thì được 9 mạng rồi. Kìa kìa kìa, nó Nakaroth đẩy trụ kìa. Trời ơi, Nakaroth tem mạng đẩy trụ thản nhiên thế. Trời, thế này không được rồi. Sao lại đánh không lại đi đẩy trụ á. Tào lao nhở. Đây 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 đây. AD. Úi dồi ôi hụt. Đứng lại coi. Đứng lại. Ôn tin luôn. Này thì bắt luôn. Ôi thôi 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 thôi. Đồng quá rồi. Nhưng mà lỡ rồi thì sao giờ. Đồng quá. Phải chi có hai người là hay rồi. Nhưng mà tới Skull tới đấm cho ôn tin phát mình bay về trụ luôn. Rồi mô tốt chết luôn. Và hiện tại thì anh Oma anh đang xoay tay một cách dữ dằn luôn. Nhưng mà anh cũng không thoát nổi khỏi cái cuộc sống này. Ô, hay quá. Oma tuyệt vời. Nakaroth tem bạn thực dạng rất là chăm chỉ farm hơn mình cả 7.001 tiền mà mình mới có 6.007 thôi. Mặc dù ăn mạng không bằng mình, hỗ trợ không bằng mình nhưng mà bạn ấy chăm chỉ farm. Ghê. Khả có nói chung là cơ hội gánh tem rồi, double top luôn kìa. Ồ ghê nha. 6.4 luôn. Ôi ngưỡng mộ bạn quá. Rồi bạn qua đây, bạn qua đây. Vào đây có ngon bước vào đây. Ôi trời ơi, tưởng bay vào. Không phải á. Không phải thì thôi. Đấy, con bùi xanh của mình bạn đã ăn rồi đấy. Chán ghê luôn. Chắc là đang ăn kinh công rồi đúng không. Đây đây đây. Đây ulti luôn. Chuối nè. Chuối này, chuối này, chuối này. Ui dồi ôi choáng kìa. Ơ à, chết chết. Bà này hết hết mana rồi. Ui ui chán thế. Rồi cái thế vào đấy mình bay vào mình sơi là chết chắc bạn ấy rồi. Máu mình nhiều hơn một chút nhưng mà tại vì ngại cái con Natalia tem bạn kìa. Nó còn vẫn còn nửa cái máu nữa, bắn ulti một cái có khi đang đánh nhau bắn ulti cái mình chết nữa. Vì thế nên mình nhảy ra ngoài kia mình tìm đường trốn. Cái gì? Ấy có cái bùa kinh công mà đánh mình á. Xin lỗi bạn nha. Chơi thì chơi à. Ê bậy 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 bậy, không chơi, không chơi. Trời ơi, Violet đâu chui ra vậy? Nhưng mà cuối cùng thì tem bạn cũng phải bốc hơi mất cả
tất cả mọi người xong tham gia pha vừa rồi. Đó là Skull và Violet. Thôi mình đi về coi, đi về đẩy đường dưới coi. Team mình hiện tại thì khá là xanh, giết được 2 năm mà chết 17. Nhưng mà nói chung là chưa chắc ăn đâu. Hơn nhau có 7 mạng thôi. Nói chung là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà càng về sau thì team mình là càng lợi thế hơn. Tại vì team mình toàn là những vị tướng lên giáp, để lên máu, để lên kháng phép thôi. Vì thế nên các bạn đánh về càng về sau thì sẽ càng thua team mình hơn đấy nhá. Cái lợi thế của cái vấn đề mà mình chơi theo cái kiểu là 4 người, có nghĩa là team không có AD đấy, thì nó rất là lợi về sau luôn. Úi dồi, Skull đánh quay quá. Oma sao chạy được? Đấy, biết ngay mà. Oma sao chạy được? Skull đấm ghê lắm. Ăn rừng, áp rừng theo nào. Bạn mô tô bạn kêu mình đi theo bạn đấy. Nói chung là kết thúc trận đấu ở đây rồi đấy. Ý bạn là như thế. Rồi thì mình đã lên được cây thánh kiếm rồi. Cái gì đây? Ăn cái con này cái đã. Ai chà chà. Ăn được con rồng rồi, ai con rơi rồi. Đây. Úi trời ơi, ngọt quá mà không ăn được. Hổ báo lắm, mình hổ báo lắm. Vãi. Trận này đánh không được hay cho lắm. Mọi người thông cảm nha. Này. Nhưng mà máy mình hôm nay chơi ngon này. Nó không bị giật, bị lag. Nói chung là chơi mượt. Đây rồi, Violet hết đường về rồi. Chả còn đường nào nữa mà về bạn ơi. Úi trời ơi. Ơi sao bị đứng như thế này? Ô. Ủa sao? Sao mình xài chiêu không được nhở? Tự dưng đứng im phải đấy luôn. Chạy qua được mà ta, sao kỳ vậy? Hình như bị choáng của cái con mít hay sao á. Cái con Azenka á. Mà thôi kệ đi. Team mình chắc cũng thắng ở đây rồi. Ấy đấy, thấy gì chưa? Thấy Preta team mình bắn chưa? Úi giời ơi. Sướng. Nào, đúng rồi. Bắn nào, cố lên. Cố lên bạn ơi, bắn đi. Đúng rồi, bắn. Úi giời, hết ulti rồi, không bắn sướng như hồi nãy rồi. Hôm nay là có ulti bắn sướng. Rồi thì mình soi bạn đi. Chứ thực sự ra là trận đấu này cũng chắc là kết thúc đây thôi. Đây, bạn ấy bắn kìa. Ôi, sướng thế. Rồi, 5 bạn team bên kia chết sạch rồi. Vậy là xong. Trận đấu kết thúc ở đây rồi. Thôi mình cũng xin dừng clip thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này nhá. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Mắc cần câu. Úi dồi ôi, cái tên phê vãi chưa. Mắc cần câu. Để xem mình được bao nhiêu điểm MVP nào. Hôm nay đánh được 3 trận thắng hay cả 3. Đây thì mình được 9.0 à. Nói chung là đứng thứ 2. Thua ông mất khỉnh câu. Thôi bye bye mọi người.